ngày 5 tháng 10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Trung ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 28.000 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua 5 năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã sửa chữa 20 căn nhà và hỗ trợ xây dựng 122 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên nghèo. Hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất giảm nghèo hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Đến nay, toàn hội có hơn 14.200 gia đình hội viên có cuộc sống khá và giàu. Bên cạnh đó, hội đã giúp hơn 2.700 hội viên vay vốn sản xuất. Các cấp hội trên địa bàn phối hợp với các ngành, đoàn thể chung tay xây dựng nông thôn mới, tổ chức đóng góp gần 7.500 ngày công lao động. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai với số tiền hơn 500 triệu đồng, đóng góp hơn 1 tỷ đồng, 329 tấn nông sản, 17 tấn gạo và một số hàng hóa khác để giúp các địa phương bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027, tập trung thảo luận, tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, xác định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng đại hội bức chướng với nội dung trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Đồng thời, phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới. Hiện nay, Đảng ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển trong toàn Đảng, toàn xã hội và toàn dân của chúng ta. Trong đó có cả những cựu chiến binh trước đây xông pha ngoài trận mạc thì đây tinh thần ấy vẫn cần được phát huy để làm gương cho thế hệ trẻ. Nói theo phát huy truyền thống của Hội Cựu chiến binh và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng công tác hội và phong trào hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, tạo khí thế thi đua mới, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra. Đại hội đã tiến hành bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Vũ Công Tiến được bầu giữ tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng khóa mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu với 4 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân. Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 48 cá nhân và 25 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội Cựu chiến binh tỉnh thời gian qua.